Trung Phong Pháp Ngữ, Thiền Sư Minh Bổn. Lời nói đầu. Quyển Trung Phong Pháp Ngữ này được hình thành từ sự tuyển dịch một số bài pháp ngữ của Thiền Sư Trung Phong Khai Thị Độ Chúng trong bộ Thiên Mục Minh Bổn Thiền Sư Tạp Lục, ba quyển, in trong Tục Tạng Kinh, tập số 122. Nội dung xá tấn người học lập chí lâu bền, gan dạ liều chết, hạ thủ công phu tham cứu thoại đầu, cho đến khi khối nghi bùng dở, hoàn toàn liễu thoát sanh tử. Vì thế Ngài cực lực bài xích cái thói quen tai hại của người học muốn dùng tri giải để hiểu Phật Pháp thiền đạo làm chướng cửa ngộ, nhất định không thể nào giải quyết được việc lớn sanh tử, mà trái lại còn thêm lớn ngã kiến, kết chặt gốc rễ luân hồi. Lời khai thị thống thiết đầy nhiệt tình của Ngài có sức thúc giục cảnh tỉnh rất là mãnh liệt, khiến người học vừa phấn chí mình, vừa cảm tấm lòng từ bi chỉ dạy của Ngài, mà dốc lòng tinh tấn hành đạo. Thiền sư Trung Phong tên Minh Bổn, họ Tôn, quê ở Tiền Đường, Hàng Châu, sanh năm Cảnh Định thứ tư, đời vua Lý Tông, triều Nam Tống. Sự nói pháp thiền sư cao phong nguyên diệu, vua Nhân Tông nhà Nguyên phong hiệu cho sư là Phật Từ Quảng Huệ Thiền Sư và ban cho Cà Sa Kim Lan. Ngày 14 tháng 8 năm Chí Trị thứ ba, đời vua Anh Tông, sư Thị Tịch, vua Văn Tông ban Thụy là Trí Giác Thiền Sư, vua Thuận Tông ban thêm hiệu là Phổ Ứng Quốc Sư. Sư có trước tác bộ Quảng Lục 30 quyển, đã được biên vào Tích Sa Đại Tạng Kinh, tập số 599. Hòa Thượng Thích Duy Lực. Khai thị đồ chúng. Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên thống thiết dạy sơ lược như sau: một niệm tịnh tâm cuối cùng thành chánh giác, từng bước chẳng nghĩ, ba ba què đi xa ngàn dặm. Căn khí tuy có lợi độn cạn sâu, song sự thành công chỉ ở tại chỗ phát phẫn lập chí. Tôi nay thống thiết dạy đạo, tục nên biết bốn điều dễ và bốn điều khó. Cái gì là bốn điều dễ? Một, chính mình là Phật, chẳng cần cầu thầy khác. Nếu muốn cúng dường Phật chỉ cúng dường chính mình là điều dễ thứ nhất. Hai, vô vi là Phật, chẳng cần xem kinh, lễ Phật, hành đạo, tọa thiền, đói ăn, mệt ngủ, tùy duyên, nhậm giận là điều dễ thứ hai. Ba, vô trước là Phật, chẳng cần quý bỏ hình thể, xa lìa quyến thuộc, núi rừng, chợ búa, nơi nào cũng tự tại là điều dễ thứ ba. Bốn, vô cầu là Phật, chẳng cần lập công bồi đức, siêng tu khổ hạnh, hai thứ phước huệ trang nghiêm đều không dính dáng là điều dễ thứ tư. Cái gì là bốn điều khó? Tín được là điều khó thứ nhất, niệm được là điều khó thứ hai, ngộ được là điều khó thứ ba, tu được là điều khó thứ tư. Tin nhân quả có thể nói là niềm tin nhỏ, chẳng thể là niềm tin lớn. Vậy mà người nghi vẫn nhiều, người tin ít. Người tin mà chẳng nghi, trong trăm ngàn người chỉ có một hai người. Huống chi chống thấy tự tánh nhất siêu trực nhập vào việc Như Lai. Ngàn kinh muôn luận, các thứ tông tích dị kỳ để lại ở thế gian chỉ vì người không có lòng tin. Chư thánh từ bi rộng lập phương tiện, mở sáng bọn mê, khiến họ từ cửa tiến vào. Bởi vì người có niềm tin mới lập hạnh, do đó niềm tin là điều khó. Trong suốt ngày đêm chỉ muốn niệm niệm chẳng quên, lúc đi thì niệm, lúc ngồi thì niệm, lúc cử động nói nín nằm xuống đứng dậy đều niệm, lúc làm việc tiếp vật cho đến khốn khổ hoạn nạn hiểm nguy cũng đều niệm. Thân như cây khô, như tảng đá, như thây chết, như tượng đất, chỉ tâm tâm ở tại đạo, ứng đáp với người như si như say, nghe tiếng thấy sắc như điếc như đuôi. Vì thế dụ như mèo rình chuột, tâm và mắt chăm chú nhìn vào một chỗ, lơ đãng một chút ác chuột chạy mất. Như gà ấp trứng, hơi ấm cần phải liên tục, gián đoạn một chút là không thể thành gà con được. Vì thế niệm này là một điều khó. Niệm đạo vốn phải gìn giữ lâu ngày, còn ngộ đạo ở tại khoảnh khắc. Lúc nhân duyên chưa chín mùi, thời tiết chưa đến, cơ hội sẵn sàng nên không thấy được.
Nhân duyên đã chín muồi, thời tiết đã đến, tuy hình dáng chẳng tiếp xúc mà bỗng nhiên hiện tiền. Khó nói cái thấy của người đã ngộ cho người chưa ngộ nghe. Như người mù từ thuở sơ sanh, nói cho họ nghe về ánh sáng mặt trời, họ tuy nghe nhưng chẳng thể biết. Người ngộ không còn đạp dấu của lúc chưa ngộ. Nhưng người ngủ thức dậy bảo người ấy làm lại việc trong mộng, tuy người ấy nhớ nhưng chẳng tìm lại được. Người tham học phải lấy ngộ làm tiêu chuẩn, vì thế cái ngộ này lại là một điều khó. Chưa ngộ phải thường lo niệm, mà ngộ càng phải giữ gìn như bưng đĩa nước, như giữ trong con mắt, như đi chỗ nguy hiểm, như cầm vật báo, như đối trước vua, trước thầy. Đây là giữ gìn đạo vậy. Giữ gìn tức là tu đó vậy. Thấy đạo mới tu đạo, chẳng thấy làm sao tu. Có người hỏi, đã ngộ rồi đâu cần tu. Xin đáp rằng, tập khí do nhiều kiếp quân tập, không thể nhất thời sạch hết, nên cần phải tu. Tu đến vô tu sau đó mới đồng với chư Phật. Vì thế cái tu này lại là một điều khó. Cho nên người chẳng biết bốn điều dễ thì có thể làm lành mà chẳng thể nhập đạo. Người chẳng biết bốn điều khó thì có thể nói về đạo mà chẳng thể tiến trên đường đạo. Trong văn trên, Thiền sư Phật Ấn nói niệm đạo, tức là ngày nay nói tham. Trong bốn điều khó, đầu tiên nói niềm tin là khó. Nói tin là muốn người học tin bốn điều dễ ở trước và bốn điều khó ở sau. Vậy niềm tin này chẳng phải dễ được. Thứ nhất là nhờ sức bát nhã sâu dày nhiều đời của chính mình. Kế đến là nhờ chánh niệm hàng ngày luôn luôn thống thiết. Vì việc lớn sanh tử thâm nhập vào xương tủy, không có khoảnh khắc gián đoạn. Lòng tin đã như vậy thì câu thoại đầu sơ tham, như người đói được ăn, người rét được áo mặc, dẫu ép buộc buông bỏ trọn chẳng thể được. Tâm tham cứu đạo miên mật thì không có lẽ nào làm chẳng ngộ. Ví như đường đi miệt mài đi mãi ngày đêm, có lý nào chẳng đến. Ngộ đó là ngộ bốn điều dễ ở trước. Bốn điều dễ này nếu chẳng phải ngộ nhập thì đều gọi là vọng giải. Người đời có chút tư chất thông minh chẳng đợi ngộ nhập, cứ đem thức lượng lãnh hội bốn điều dễ này rồi tự cho là thật chứng, bèn bỏ hai thứ phước huệ trang nghiêm vì cho rằng không dính dáng. Luận đàm lý tột chưa từng chẳng đúng, song chẳng dè chưa từng ngộ nhập, nên rơi vào trong thức lượng phân biệt. Suốt ngày nói ăn mà không no, bụng đói. Giá lại ngộ đã chẳng chân, như người chưa đến nhà, muốn ở giữa đường cất nhà để ở, thì nên hay chẳng nên? Do đó biết đạo đã chẳng ngộ thì tu rất khó vậy. Hôm nay khai thị hậu học chỉ dùng thuyết bốn điều dễ, bốn điều khó của Hòa Thượng Phật Ấn thống thiết trình bày. Các Bồ Tát học bát nhã ở thiền đường đều là người xa lìa các thứ thụ hưởng thế gian, đến đây cam chịu khổ hạnh. Ai mà chẳng nói vì việc lớn sanh tử vô thường, thì nỡ nào để năm tháng trôi qua vô ích. Trong văn nói như mèo rình bắt chuột, lơ đãng một chút ác chuột chạy mất. Như gà ấp trứng, nếu gián đoạn một chút ác chẳng thành gà con. Lời này đáng tin, mong mọi người đồng phấn chí sớm ngộ. Minh bổn tôi hạ này ngọa bệnh, chẳng thể cùng các huynh đệ luận đạo, cho nên dẫn lời này để nhắc nhở. Thời gian qua mau như nước chảy, chớ để về sau hối hận. Thị chúng Động Sơn qua cầu, Quyền Sa qua núi, Thái Nguyên nghe tiếng tù già, cùng với Thích Ca nửa đêm thấy sao mai mọc đồng một thời tiết. Hiện nay ở trên phần các ông không thiếu chút nào. Xưa hai tổ Lâm Tế và Đức Sơn, hễ thấy người tham thiền đến, không nỡ lòng dạy bảo, chỉ dùng thủ đoạn hét to đánh mạnh. Sau này thủ đoạn ấy lưu hành chốn Tòng Lâm, trở thành thường lệ. Thiên hạ Tòng Lâm nói thiền thao thao, mà thật ra chỉ lấy thủ đoạn của tổ truyền thừa lừa gạt lẫn nhau, khiến cho thuốc hay đến nay thành ra không linh nghiệm. Tiên sư, tức là Ngài Cao Phong, 30 năm thân đứng như vách, chỉ lo chỉnh trị cái việc này cho người học.
bóp chặt cổ họng không cho ông nói, không cho ông hiểu, cũng không cho ông sanh một niệm thứ hai nào khác. Chỉ hướng lên trên câu thoại đầu, đứng vững gót chân chăm bẩm tham cứu, như gặp kẻ quán địch, như cứu lửa cháy đầu, ngoài bạc cảnh duyên, trong quên tình thức. Hầu đợi ông như hạt đậu nổ trong tro lạnh, chết đi sống lại. Ông nếu chưa đến thời tiết này thì quyết chẳng chịu đem ngữ ngôn tương tự dẫn người đi làm đường. Phải biết sanh tử vô thường là việc lớn, há người căn khí cạn cợt có thể vượt nổi ư? Người đời nay chẳng hiểu chỗ kiến lập của Phật tổ thuở xưa, luôn luôn đuổi theo tình cuồng thất vọng, mở miệng bèn muốn vượt qua Phật tổ. Khi xem đến chí hướng đạo của họ thì không có nửa điểm chân thật chủ tể. Mới đề được câu thoại đầu trong chốc lát, được chút thuần thục liền tự vui mừng, vừa bị hôn trầm tán loạn cướp đoạt bèn nói căn độn nghiệp sâu. Tình cờ gặp phải vài điều trái ý trước mắt thì tức giận nghiến răng, niệm niệm chẳng dứt. Hoặc nghĩ vậy tưởng rằng khởi diệt muôn thứ mà tự chẳng biết, cuồng loạn nằm trong tâm mà tự cho rằng người hành đạo, lý phải như vậy. Trải qua 3 năm, 5 năm đã chẳng tương ưng, liền sanh tâm lùi sụp, bỏ vào trong cái vỏ sự cam chịu luân hồi. Hạng người như thế rất nhiều. Hoặc chẳng như thế, bèn đem ý thức săn lấy những lời của các hiền sư giả mạo từ xưa đến nay, lừa dối hiền thánh. Muôn điều tạo tác đều là hư giả, đọa lạc biên kiến, trọn chẳng tự giác. Muốn cầu một chỗ ổn thỏa thì 20 năm, 30 năm chẳng biến chẳng đổi hướng vào trong bổn tham, chẳng dính với thức trần, lấy ngộ làm cực tắc, như đãi cát tìm vàng. Tòng lâm pháp đạo ngày càng suy đồi, ông có biết chăng? Hôm nay mở to đôi mắt hướng lên tuyệt đảnh cô phong, thọ người tín tâm cúng dường, huống là tự mình cô phụ cái danh tự người hành đạo mà còn cuồng vọng biến nhát, chẳng tự kiểm điểm. Đâu biết mai kia trôi dạt vào loài súc sanh, chẳng ăn nuốt lẫn nhau, kết nghiệp vô gián ư? Người xưa nói tam đồ lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay chẳng phải không từng trải qua. Đời này không biết trồng hạnh lành gì mà được gặp nhau với chiếc áo cà sa. Nếu chẳng sớm ly tình tuyệt lự, bỏ ngủ quên ăn, thời giờ trôi qua lấy gì nương cậy? Núi này từ thuở khai mở đạo tràng đến nay, vào mùa đông lạnh lập kỳ hạn tham thiền. Các ông vào thiền kỳ này ác muốn tìm cái lỗ ngược, ý nói là triệt ngộ. Chẳng phải môn đình bày đặt ra, cũng chẳng phải cổ tự chỉ bày, mà là phương thức hiệu nghiệm của tiên đức dùng để giải quyết xong cái việc của các ông sẵn đủ. Trong giáo nói ta chẳng tiếc thân mạng, chỉ muốn đạo vô thượng. Ông chỉ thấy tiền bối qua núi, nghe tù già ngộ một cách dễ dàng, trái lại chẳng biết cái khó của lúc chưa qua núi, chưa nghe tù già, cùng với người bây giờ không khác chút nào vậy. Nếu biết được cái khó ấy thì đạo nào ta cũng hành được. Tạng chủ Duy Na vì thấy tâm chúng giải đãi, thỉnh tôi khuyến khích. Minh bổn tôi nói hoàn toàn không có lỗ mũi để cho người nắm lấy, chỉ đem việc lớn sanh tử vô thường cho người chân thật vì đạo cố gắng. Nếu không tin cứ đi hỏi nơi khác. Kiết hạ khai thị chúng ở Thuận Tâm An. Hôm nay ngày rằm tháng 4 là ngày kiết hạ. Phải biết 2000 năm trước trên Hội Linh Sơn cũng có ngày rằm tháng 4 kiết hạ. Từ đó cho đến ngày nay, tòng lâm các nơi chẳng trái lệ cũ, 90 ngày không chay tự trói, nói là cấm túc, nói là an cư, lại chẳng biết người chân thật. Học đạo từ một niệm đầu tiên cương quyết, liễu thoát việc lớn sanh tử vô thường, thì lúc tức này, ngay nơi đây liền cấm. Hạ này do đó mà kiết, đem hết 5 tháng của trọn cuộc đời làm 90 ngày, chẳng nhiều, chẳng ít, chẳng bớt, chẳng thêm, để mong cùng việc này tương ứng. Về sau gọi đó là thời tiết phận quan hỷ, tăng tự tứ. Bằng chẳng như thế, chỉ muốn bắt chước thường tình thế gian theo quy củ lễ nhạc, chẳng dám vượt qua, cho là nhập hạ, chẳng những cô phụ Phật tổ mà còn dùi chôn chính mình.
Hôm nay chúng ở am hơn 10 người, ai cũng biết có việc này, chẳng chịu tự cô phụ, tự chôn vùi. Huống là ngay lúc pháp này vừa đến, thừa cơ hội này phấn khởi một phiến tâm chân thật, mạnh mẽ không gián đoạn, quyết định chẳng lùi sụt, chỉ đề khởi một câu thoại đầu: vô nghĩa vô vị. Từ một ngày đầu tiên bắt đầu đứng vững gót chân, chẳng được nhúc nhích một chút, kính đáo hạ thủ hướng tới trước. Một ngày phải thấy công trình một ngày, một giờ thấy ứng nghiệm một giờ. Từ người trên đến kẻ dưới, cảnh sách lẫn nhau, mài dũa cho nhau, chẳng tạp duyên, chẳng vọng niệm, chẳng theo vật chuyển, chẳng đuổi theo cảnh, chẳng theo quy củ xưa, chẳng còn phép tắc mới, chẳng chán phàm, chẳng mộ thánh, cho đến tất cả đều chẳng làm, chỉ muốn một cái thấy của mình minh bạch. Hốt nhiên bị ông lạnh lùng thấu thoát mới biết 90 ngày là cả cuộc đời, cả cuộc đời là 90 ngày, cho đến 2000 năm trước chẳng khác ngày hôm nay, ngày hôm nay chẳng khác 2000 năm trước, mắt xích liền nhau, trọn không gián đoạn. Đây là trường tuyển Phật, tâm không thi đậu về. Ví như chẳng được như vậy, thì cái am thuận tâm này đâu khác hai hòn núi Thiếp Di. Đừng cho rằng an cư vô sự bỏ trôi mùa hạ, biết trước chí nguyện bình sanh chẳng toại. Ở đây có thể thấy vậy. Am chủ gửi thư đến thỉnh lời cảnh sách cho chúng, lấy đại sự tham cứu thoại đầu. Chẳng những chúng nhân mà am chủ cũng phải tự chiếu cố. Thiền là bổn lai diện mục của các ông, ngoại trừ cái này ra không có thiền nào có thể tham, cũng không thể thấy, cũng không thể nghe. Ngay cái thấy nghe này toàn thể là thiền, lìa ngoài thiền cũng không riêng có thấy nghe cho mình đắc được. Các ông tụ hợp nơi đây, mỗi người riêng có một tắc công án, chẳng liễu ngộ chứa ở trong gan phổi, chẳng phải là duyên nhỏ đâu. Trong suốt ngày đêm chớ lầm dụng tâm thì tốt. Người xưa nói tham thiền học đạo là lầm dụng tâm, thành Phật làm tổ là lầm dụng tâm. Trừ ngoài cái này ra, lại làm cái gì mới chẳng gọi là lầm dụng tâm? Việc này hãy gác lại chẳng hỏi. Chỉ như các ông, mỗi người trong lòng đều vốn có một bổn cổ thanh quy, tức là tự tánh, chẳng nên phạm vào lúa mạ của người. Như canh năm khi thiền đường đánh bản khởi tham, chẳng kịp rửa mặt cũng phải theo chúng xuống đất chạy một vòng, rồi đợi đại chúng vào thiền đường thì lên tọa cụ ngồi thẳng. Hãy nghe bản khai tịnh đánh thì xếp tọa cụ, đắp cà sa mang bát đi ăn cháo. Phàm ăn cơm cháo phải xem trên dưới, chúng mau thì mau, chúng chậm thì chậm, để chẳng làm động tâm niệm người khác. Huống là cử chỉ động tịnh mỗi mỗi đều có hoa nghi phải tuân theo, chớ nói ta là người hành đạo đại ngộ chẳng chấp tiểu tiết. Ngạc gì ông chưa ngộ, đâu thể nói chẳng tuân theo quy củ. Bởi do cái chánh niệm về đạo chẳng thiết tha, vì thế cử chỉ không đàng hoàng, cho đến phá phạm luật nghi, tự mất chánh nhân, bị người khinh mạng. Các ông đây mỗi người hãy tự xét kỹ, như pháp tuần thiền đường, thống thiết vì việc lớn sanh tử chưa được rõ ràng, sợ năm tháng trôi xuông, bị người đánh một cái chẳng hỏi mình có đau hay không đau, đều coi như uống nước cam lộ, phải phấn khởi dũng mãnh cực lực hướng tới trước. Há có thể trở lại giận hờn mà ôm lòng báo oán ư? Sanh tử vô thường là một tập quán tai hại, muôn kiếp giao cắt chẳng ra, cưa xẻ chẳng đứt. Ngày nay đã chịu bắt đầu phát tâm chân thật, ở cao trên đảnh lạnh lùng hận chẳng được kéo dài một ngày ra là 10 ngày. Đứng vững gót chân để hạ thủ đi. Hễ thấy mặt trời lặn sau núi thì sanh lòng than tiếc, lại qua mất một ngày, đạo nghiệp chưa xong, nhãn quan lạc địa, ý nói là chết. Rốt cuộc lấy gì báo đáp ân Phật tổ đàn diệt? Đợi chỉ đến lúc tay chân rối loạn, ngày hôm nay lúc bệnh chưa đến thân, hãy sớm tìm cái lộn ngược, tức là ngộ đi. Minh bổn tôi chỗ thấy như thế, lại chẳng từng đem việc dây dưa vô ích dạy bảo cho người, chỉ thật lòng cho biết như thế từ sự chân thật bảo nhau. Tôi muốn thuận theo lời thỉnh của các ông qua am nói chuyện, vì có việc đi Tây Sơn nên phiền tạng chủ thay thế tôi bạch với chúng
Mọi người hãy tự tham cứu, chớ nên dễ dãi. Ước mong mọi người chấn chỉnh tinh thần sớm cầu giải thoát, cũng chẳng cho luôn luôn qua sông qua núi tìm nhau, đối với đạo vô ích. Khai thị chúng phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là tiếng Phạn, ở đây gọi là đạo tâm. Các ông nếu không có tâm hướng về đạo thì ngày nay quyết chẳng chịu đến đỉnh núi cao này mài đũng quần ngày đêm siêng năng cực khổ tham cứu sanh tử. Phải biết cái đạo tâm này xa từ nhiều kiếp trước kia đã từng phát khởi. Chỉ vì tâm nhiều biến nhát, ý chạy đuổi phan duyên nên chưa thủ chứng. Đến hôm nay cần phải cắt đứt các duyên, thôi dứt muôn lự, chỉ đề khởi một câu thoại đầu sở tham, liều mạng một đời giải quyết cho xong, chẳng phải là việc ngoài bổn phận. Chánh niệm này chẳng thể kiên cố miên mật dằn vặt bảo nhậm, lại muốn chợt sanh tình vọng, rồi muốn phát Bồ Đề Tâm. Đây là hư vọng điên đảo, mất chánh niệm, hướng ra ngoài tìm cầu, trái ngược với chân tâm, cùng đạo cách tuyệt. Đừng nói phát Bồ Đề Tâm một lần, mà một ngày phát ngàn lần muôn lần cũng chẳng bằng một niệm chánh niệm bảo nhậm thoại đầu sở tham. Lại muốn tụng kinh lễ bái phát lồ sám hối vân vân, đều là theo vọng theo tà. Há chẳng thấy trong kinh nói rằng nếu người muốn sám hối nên ngồi thẳng niệm thật tướng. Phải biết thật tướng cũng là vô niệm. Chỉ cần ông tin được có việc lớn sanh tử, trong suốt ngày đêm đề khởi câu thoại đầu sở tham như cứu lửa cháy đầu là niệm thật tướng vậy. Người quyển, tức là Ngài Minh Bổn tự xưng, như có một chữ dối gạt các ông, tự cam chịu hằng đọa địa ngục rút lưỡi. Xin duyệt chúng hãy nói cho những người muốn phát Bồ Đề Tâm biết, nên bỏ ý định đó đi, mà phải dốc lòng hành đạo mới đúng. Thị chúng, chiều tối hôm trước thủ tọa cùng Duy Na đến am, nói gần đến ngày kiết hạ thỉnh tôi nói chuyện với chúng. Tôi nhận lời mời thỉnh, hứa 2-3 hôm có rảnh sẽ qua am uống chén trà, cùng nhau nói chuyện giây lát để cảnh sách nhau. Chẳng ngờ mưa tầm tã mấy ngày liên tiếp, đường xá trơn trượt bất tiện. Qua đến ngày 12 thì nhân sự hai núi rộn ràng, giao tiếp như thế chẳng toại lòng tránh xa của người quyển này. Tôi nghĩ rằng đại chúng của cả thiền đường đều là hàng lão tham, lúc bình thường đến gõ cửa am chưa từng có ai chẳng đem việc trên bồ đoàn tham vấn, thì đâu có lấy kiết hạ giải hạ làm thời tiết hành đạo. Nếu nói về chí lý, lúc bắt đầu mới phát tâm hướng về đạo, hạ này đã từng kiết rồi. Trong suốt ngày đêm kháng câu thoại đầu vô nghĩa vô vị chưa được liễu ngộ, tức là thời gian ở trong hạ, 20-30 năm thôi thúc đến chỗ thần thức tiêu hết, hốt nhiên mãnh tình được cái ấy, tức là lúc giải hạ, ngày tự tứ. Há chỉ lấy có 90 ngày làm hạ ư? Tham thiền chẳng linh nghiệm, thường thường chỉ là tâm trộm cắp chưa chết. Vì thế 5 tháng trôi xuông chứ không có bệnh nào khác. Nếu tâm trộm cắp chết ở ngày hôm nay thì ngày hôm nay liền tương ứng, chết ở ngày mai thì ngày mai bèn tương ứng. Cái gì là tâm trộm cắp? Hễ lìa câu thoại đầu sở tham ra, riêng thấy có tự kỷ là tâm trộm cắp. Ở ngoài cái tự kỷ bị thấy ra, riêng thấy có nhân có ngã là tâm trộm cắp. Lúc tham được thuần thục, biết thuần thục, ấy là tâm trộm cắp. Lúc tham chẳng thuần thục, biết là chẳng thuần thục, ấy là tâm trộm cắp. Lúc trước mặt có hôn trầm tán loạn, ấy là tâm trộm cắp. Lúc chẳng thấy có hôn trầm tán loạn, chỉ có câu thoại đầu sở tham cùng nghi tình giao kết chẳng gián đoạn, ấy là tâm trộm cắp. Hễ ở chỗ kháng thoại đầu chợt sanh một niệm, bất luận là phàm là thánh, là chân là ngụy, nói chung đều là tâm trộm cắp. Bỗng có người linh lợi hướng vào chỗ tôi nói điều chẳng dính dáng, riêng giúp cho một con đường là đạo, là lý, là kiến, là văn. Đây lại là tâm trộm cắp, trong tâm trộm cắp. Phật cũng chẳng thể cứu chữa. Chỉ cần hết được những tâm trộm cắp,
Chỉ thế ấy, y bổn phận nắm chắc câu thoại đầu sở tham như tượng gỗ, tượng đất, như người chết có hơi thở. Ngoài chẳng thấy có đại chúng, trong chẳng thấy có tự kỷ, lạnh băng băng. Tuyệt kiến văn như vậy giữ đi, lâu ngày sẽ được tâm không thi đậu về. Viết dối mấy lời này để đền lại lời hứa uống trà nói chuyện trong am. Minh bổn tôi qua núi tránh nhân sự mấy ngày, chẳng nên tìm hỏi dấu quyển ở chỗ nào. Dẫu cho tìm thấy cũng không cùng nhau nói chuyện. Mong thủ tọa Duy Na bạch cho chúng biết. Khai thị thiền nhân chánh văn. Bổn phận của người xuất gia phải đắc tọa phi y, có nghĩa là có chân thật tu hành mới đáng thọ nhận trời người cúng dường. Trong kinh nói tọa nghĩa là các pháp không, nói y tức là nhu hòa nhẫn nhục. Thiền tông nói tọa tức là một niệm chẳng lui sụt, có ý nghĩa là ngộ suốt tự tâm. Thiền tông nói tọa tức là một niệm chẳng lui sụt, nói y nghĩa là ngộ suốt tự tâm, chẳng mang nhánh lá. Ví như chẳng được như vậy thì tất tơi giọt nước chắc chắn phải bồi thường thí chủ. Phật tổ thuở xưa mắt chẳng nỡ thấy, nên khai mở pháp môn cam lồ này. Chẳng phải cầu ẩn dật, cũng chẳng phải cầu nhàn tản, cũng chẳng phải cầu cao thượng việc ấy để được nổi danh. Chẳng phải cầu tích tụ của cải cho nhiều để mưu toan lợi lộc một cách xấu xa. Người xưa ba y một bát, ngoài ra đều coi là Phật thừa, phải luôn luôn thuyết tịnh, bố thí cho người khác mà chẳng cất chứa. Chỉ thanh bần tự luyện lọc, chẳng dám phạm vào đúa mạ, động tâm niệm của người khác, kín đáo dẹp bỏ vọng tình. Sâu vào thiềm dị thì biện luận giỏi, thấy dường như câm, rất khéo thấy dường như dụng. Thề ở dưới muôn người chẳng cao hơn một người, khiêm tốn hạ mình chẳng ý vào sở trường của mình mà xem thường người không có khả năng. Chỉ sợ một niệm chẳng đặt nơi đạo, chẳng khắc kỹ, chẳng lợi vật, chẳng tham cứu tâm. Chánh niệm tham học luôn luôn cố gắng, chẳng đến chỗ ruộng đất của người xưa thì dẫu có gặp cảnh thuận chẳng biến, cảnh nghịch chẳng đổi. Ác sau này hy vọng vượt lên cao đến chỗ xa. Được như vậy thì suốt đời chẳng động, mà cũng được dạo đi khắp nơi, cũng được đều không gián cách. Thiền nhân chánh văn viết thư đến cầu lời cảnh sách. Tôi thuận tay viết vài lời khai thị. Nếu thật có thể chẳng trái lời này, ác chẳng nhục cái danh người tham thiền. Người xưa học đạo có linh nghiệm là vì tâm trộm cắp chết hết. Tâm trộm cắp còn một mảy lông chết chẳng hết thì muôn kiếp không có lý tự thành. Nói thẳng ra, chết được phần tâm trộm cắp thì học được một phần đạo. Chết được tâm trộm cắp năm phần thì học được năm phần đạo. Tâm trộm cắp hoàn toàn không thì toàn thể là đạo. Bởi vì sự chướng đạo của tâm trộm cắp giống như bụi bặm che mất ánh sáng của gương. Người thời nay chỉ biết có đạo để thành mà chẳng biết có tâm trộm cắp nên hết. Hoặc tâm trộm cắp chưa hết mà muốn đạo được thành, khác gì ngồi ở trong nước mà muốn đừng ướt. Xưa nay trong thiên hạ không có lẽ đó. Thuở xưa Hòa Thượng Vĩnh Minh thống thiết nói: tình sanh trí cách tưởng biên thể thù, nghĩa là tình cảm nổi dậy thì trí tuệ bị che lấp. Tư tưởng biến đổi thì thân thể cũng theo đó mà biến dạng, khiến công án sẵn sàng của báo gia truyền chẳng được thọ dụng. Tình sanh tưởng biến tức là biện danh, tình sanh tưởng biến tức là biệt danh của tâm trộm cắp mà tôi vừa nói. Muốn cho bất cứ lúc nào tình chẳng sanh, bất cứ chỗ nào tưởng chẳng biến, thì cần phải thật đem việc lớn sanh tử để ở trong lòng, lấp bít ý căn. Tình muốn sanh thì bị nó ngăn, tưởng toan muốn biến liền bị nó đoạt. Ông nếu chẳng thiết tha vì việc lớn sanh tử, ở trong lòng kháng câu thoại đầu, quyết cầu ngộ chứng, mà chỉ là một bề đè nặng cho tình tưởng kia chẳng sanh chẳng biến, khác chi người đã chết mà còn muốn thở ra hít vô để làm gì? Người xưa có câu: tham thiền không bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết. Lời này thật thông suốt cả ba đời, là cội gốc lớn của sự học đạo. Ví như chẳng lấy sanh tử vô thường làm trách nhiệm nặng nề của mình,
nằng nặc muốn hiểu thiền hiểu đạo mà tham cứu việc này thì giống như bảo người tịch gốc. Những người suốt đời không biết đói, không cầu ăn, đi cấy trồng mà chẳng biết đó chẳng phải là việc của họ, vì họ không cần ăn thì cày cấy để làm gì. Bậc tiền bối 30 năm, 50 năm, chí càng bền, niệm càng thiết, hạnh càng siêng và chẳng chịu có chút gián đoạn, chẳng phải do thầy bạn cảnh sách, tòng lâm khuyến khích, ngôn thuyết chỉ bài, phương tiện khuyến tấn mà được như vậy, mà bởi cội gốc của các ngài chỉ là một cái chí nguyện thống niệm sanh tử chưa giải quyết xong. Giả sử đời này chẳng xong thì đời nào mới xong? Niệm tấn đạo nếu tự chẳng chân thật thiết tha, dẫu Phật tổ có thân dị đổi phàm thành thánh, khiến A-la-hán khởi tham sân si, tùy cố mà làm đó, quyết chẳng thể lâu được. Có người vì muốn hiểu đạo mà học đạo, không chiếu phá được cảnh phù quyển nổi trước mắt, lại bị cảnh duyên đó làm cho vọng niệm khởi lên chẳng dừng. Vọng niệm đã khởi thì dầu sức học đạo như núi gò, sẽ thấy có ngày bị vọng niệm làm hại. Kinh Lăng Nghiêm nói: cuồng tâm chưa ngưng nghĩ, ngưng nghĩ tức bồ đề. Cái gì là cuồng tâm? Hễ ngoài việc thống niệm sanh tử, đề câu thoại sở tham ra, dù có làm trăm ngàn điều siêu diệt thế gian, đều chẳng khỏi bị chê là cuồng tâm. Tổ Thiếu Lâm nói: ngoài dứt các duyên, trong không nghĩ tưởng, tâm như tường vách có thể vào đạo. Nhưng vào đạo gác lại chẳng hỏi, tâm này có từng như tường vách hay chưa? Nếu chưa mà mong muốn nhập đạo, đó là điều chẳng tự xét. Tham thiền cả một đời chẳng ngộ, học đạo cả một đời chẳng rõ. Chỉ cần chẳng dễ dàng buông bỏ cái chánh niệm này để tham để học, thì chắc chắn có ngày đến được chỗ cùng tột. Nếu bỏ chánh niệm này, vọng đem thức tình xuyên tạc, lấy lời người khác làm kiến giải của mình, dẫu hiểu hết cổ kim, tọa đoạn, tức là quét sạch Phật tổ, cũng đều là đối trình cuồng kiến, tự mang tội lỗi, chẳng phải là điều của người chân thật học đạo làm. Thiền Nhân Văn gửi thư đến cầu pháp tham thiền, nhân lúc không có khách đến, thuận tay bất giác viết dây dưa như thế. Ông như có chí thì lời này của tôi cũng chẳng quá ra vô ích, hãy cố gắng lên. Khai thị thiền nhân Khả Ông Nhiên ở Hải Đông. Núi sông đất đai chẳng ngại nhãn quan, sáng tối sắc không tan về tự kỷ. Cử tâm động niệm chẳng phải người khác, thấy sắc nghe tiếng xưa nay sẵn sàng. Vì tự chẳng về, về liền được, cảnh đẹp quê hương có ai tranh. Những lời nói này người có chút thông minh nghe qua đều biết có. Dẫu cho ông ghi nhớ được nhiều, nói được thông thuộc, đối với sanh tử tình vọng của chính mình muốn hoàn toàn quét sạch thì sức bao xa cách như trời với đất. Hiện nay ở bên bờ sanh tử, mở to đôi mắt giữa ban ngày, đối thanh đối sắc, gặp thuận gặp nghịch, hễ có một niệm khởi diệt, càng thấy quét sạch chẳng nổi, mà dẫu cho đối với thị phi thuận nghịch mỗi mỗi đều quét sạch được. Cái biết quét sạch ấy cũng là lấy trò đồng bóng làm chủ tể, mà sống theo nhà ma quỷ có dùng được gì? Hiện nay nhiều nơi dạy người tham thiền phần nhiều chỉ tham những loại thiền này, chỉ quý nói thông, chẳng cầu tâm ngộ. Nếu cái tâm chí linh này chẳng từng hướng lên trên ruộng đất chân thật triệt ngộ một phen, mặc cho ông lấy cái tư chất thông minh hướng vào trong bụng Thích Ca, Đạt Ma, cho đến Lâm Tế, Đức Sơn, nhất thời chạy qua trăm dòng, ngàn dòng, thấy suốt tim phổi, cũng chính là si cuồng chạy ở bên ngoài vậy. Người chân thật có chí vì sanh tử, hẳn chẳng chịu đạp bước vào lối mòn này. Chỉ nắm lấy một câu thoại đầu, sở tham vô nghĩa, vô vị đó, liền tại trước mắt tương tự như người chết. Duy có một cái tâm chân tham thật cứu, không khởi một chút vọng tưởng muốn hiểu thiền, hiểu đạo. Giả sử chính ngay lúc tham, Thích Ca Di Lặc đem hết tam muội đó trút vào bụng ông.